Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin đặc biệt với ký giả Phạm Trần về lập trường mới nhất của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình về hợp tác Mỹ-Hoa và lập trường chung của hai nước đối với tình hình Biển Đông. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Tôi xin tường trình với quý vị về cái biến cố mới ở trên Biển Đông. Đó là chuyện Trung Cộng đã di chuyển giàn khoan thứ 3, tức là giàn khoan Nam Hải số 4, từ khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc xuống sát vùng ranh giới ở vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Như vậy là sau khi họ đưa cái giàn khoan Nam Hải số 9 đến cái vùng này vào ngày 17 tháng 6, tức là trước một ngày, ông Dương Khiết Trì, Quốc vụ viện của Trung Cộng đến Hà Nội gặp các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Bình Minh và ông Nguyễn Tân Dũng để bàn về vấn đề khủng hoảng ở trên Biển Đông giữa hai nước sau khi mà Trung Cộng đặt cái giàn khoan Hải Dương 981 vào bên trong cái vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Như vậy là hiện giờ Trung Cộng có tất cả 3 cái giàn khoan hoạt động ở khu vực Biển Đông. 2 cái giàn khoan sau, Nam Hải số 9 và số 4, thì đứng ở bên ranh giới phân chia giữa hai nước ở trong khu vực Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, cái vấn đề ranh giới rõ rệt thì chưa có dứt khoát ở khu vực hai cái giàn khoan Nam Hải số 4 và số 9. Vì vậy, chúng ta vẫn chưa có thể biết là liệu Trung Cộng có đưa thêm các giàn khoan khác đến cái vùng này hay không, hay là sẽ di chuyển những cái giàn khoan này đi vào bên trong cái ranh giới của Việt Nam. Phía Việt Nam nói rằng hai cái giàn khoan sau cùng đang hoạt động ở khu vực thuộc chủ quyền của bên Trung Quốc. Nhưng mà không ai biết rõ là cái vùng này, bởi vì chưa được thỏa thuận cho nên không có ai biết chắc là cái vùng ranh giới ở chỗ nào. Vì vậy, cái chuyện mà Trung Cộng đưa thêm một giàn khoan thứ 3 đến khu vực này là một cái biến cố rất lớn. Tiếp theo sau cái giàn khoan Hải Dương 981 đã có mặt ở khu vực sát cái khu vực của bờ biển của Quảng Ngãi vào cái ngày mùng 2 tháng 5 vừa rồi, thưa quý vị. Song song với cái biến cố mới này thì bên phía Hà Nội chưa có phản ứng về cái chuyện Trung Cộng đưa vào vùng biển mà sát ranh giới của Việt Nam. Nhưng mà cùng trùng hợp với cái ngày họ đưa cái giàn khoan Nam Hải số 4 đó, thì ở Bắc Kinh, hai ngày họp giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã kết thúc bàn về vấn đề chiến lược và hợp tác giữa hai bên. Về vấn đề chiến lược thì thưa quý vị, họ thảo luận toàn diện về vấn đề hợp tác quân sự, hợp tác về kinh tế, hợp tác về vấn đề làm sao để có thể giảm được tất cả những cái chất phóng xạ ở trong không khí, cũng như làm sao để tiến tới một cái giải pháp giải tỏa cái khả năng có thể chế tạo vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Tuy nhiên, khi bàn về vấn đề Biển Đông, thưa quý vị, thì bên phía Trung Cộng và bên phía Hoa Kỳ chưa có một cái thỏa thuận nào. Ông John Kerry đã mở một cuộc họp báo sau khi kết thúc phiên họp với ông Tập Cận Bình, là Chủ tịch Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình tuyên bố ở trong cái phiên họp đó với ông John Kerry là Trung Quốc tiếp tục theo đuổi đường lối hòa bình và để duy trì liên quan mật thiết, liên hệ mật thiết với các nước trong khu vực. Và ông Tập Cận Bình nhắc đi nhắc lại là cái sự giao thiệp giữa hai bên phải đặt cái trọng tâm vào cái được gọi là cái điều được gọi là cái lợi ích chung của hai nước, và không có bên nào có thể tạo ra những cái trở ngại để mà có thể làm hỏng cái sự hợp tác giữa hai bên. Ông Tập Cận Bình nói cái điều này thì phía bên Trung Quốc là hành động ngược lại, bởi vì ở trong cái phiên họp giữa ông Dương Khiết Trì và ông John Kerry thì ông John Kerry đã đọc lại một cách rất rõ rệt là chúng tôi không có tham vọng mà để bành trướng quân sự hay là cô lập Trung Quốc ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng không có chủ trương xâm lăng Trung Cộng, nhưng mà chúng tôi cương quyết chống lại tất cả mọi hành động của bất cứ quốc gia nào làm xáo trộn cái tình hình ở Biển Đông, làm ngăn cản sự lưu thông tự do hàng hải quốc tế ở vùng biển này.
và ông John Kerry có nói rõ rệt là chúng tôi rất quan tâm về hành động của Trung Quốc trong cái thời gian vừa rồi, nhất là khi đưa cái giàn khoan Hải Dương 981 xuống vùng Biển Đông. Và ông ấy nói rõ rệt là cái hành động đó không có giúp ích gì vấn đề vãn hồi hòa bình. Ngược lại, Trung Quốc thì vẫn khăng khăng nói rằng đấy là cái quyền của họ vì họ hoạt động ở trong vùng biển của họ. Thì thưa quý vị, đấy là cái tình hình ở Biển Đông giữa Hoa Kỳ và bên Trung Cộng. Song song tất cả những cái biến cố này, thưa quý vị, ở tại Hà Nội vào ngày hôm nay, thì ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã ra lệnh cho lực lượng an ninh phải tuyệt đối ngăn chặn tất cả những cái cuộc biểu tình của người Việt Nam trong những thời gian sắp tới, mà ông cho rằng đó là những cái sự khuấy động của những cái điều được gọi là những thế lực thù địch để gây xáo trộn, để gây mất an ninh trật tự và làm phương hại đến cái vấn đề sản xuất của thành phố. Ông ấy cũng cảnh giác là tình hình ở Biển Đông sẽ gây tác động mạnh về vấn đề kinh tế của thành phố Hà Nội. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.